Đấy. Bao nhiêu cái này? Cái này 2,2 triệu. 2,2 triệu. Cái sơn điệu đẹp, đi chơi thôi. Đấy, xoay vào. Cứ xoay từ từ, cứ xoay hết vòng đi. Đẹp quá nhỉ. Xoay hết vòng. À, ok, cao nhỏ, độ nhỏ, nhưng có cao độ 25 phân. 25 phân. Hơn tí. Rồi. Đẹp quá. Có tượng có ấy luôn. Rồi để tớ cầm cái xem nào. Cầm một tay được không? À, tượng để rời đúng không? Tượng ở dưới. Rồi, tuần liễu nhá. Ok, anh em vào việc đi nhá. Chúc giao dịch thành công. 2,2 triệu nhá. Cái con nắng thì mua nhiều quá, người tôi mua nhiều quá. Bỏ đi đâu bây giờ? Lộc vừng. Lộc vừng thả nước. Kia là 3,2 triệu. Lộc Vương là bao nhiêu đấy bác? Mới có 7 triệu. 7 triệu. 7 triệu. Đúng là không có nắng này nó xấu. Chả biết bác này là bao nhiêu. 7 triệu. 7 triệu. À lấy 7 rồi. Mình không biết bác này. Anh à? Anh thơ em đi rồi anh. Đề đỏ. Cường bắt đi câu. Tiền trước em quay cái Mai Lan này đúng không? Đúng. Nó ở đâu nhỉ? Ở chỗ này. Còn thử hỏi ông kia xem. Thì bóng bán thì em không biết của ai. Ừ. Cứ để đấy. Đúng đúng đúng. Được chưa? Cầm cây thì anh bán giao lưu. Vô đi. Chạy ra. Chút thời gian. Còn lấy không? Được số 3 thì xê. Bắt đầu bên kia trước. Bên kia là bên chị rồi. Đề đỏ đẹp ngay nha. Đây là lên đường. Ngay mà đẹp ngay. Mình bảo mang đi hôm nay mới mang đi vẫn ở nhà. Mang dao mới bảo là ông không thích. Thế à? Thế mất cả việc. Không xem ở đâu mà bảo không thích. Ông ấy xem ở trên Facebook của anh. À thế à? Nhìn thấy ông ấy bảo là hỏi giá cho ông bảo là mang ra chợ ông ấy ngắm thực tế. Mang ra ông chả nói năng cái gì. À, thế à? Chán thế. Tự hiểu. Chán. Đấy, đẹp này. Bao nhiêu vải báo giá lại các anh nhỉ? Mới để báo cho em báo giá cái đấy. Anh mà mua thì vẫn có bớt. Không thì để cho em mình cũng trẻ. Đấy, anh em nhé. 6 triệu cho 6 lên được. Đấy, 6 triệu. Để cho em nữa. Ai mà không nhớ thì nhắc lại. 6 triệu. Đấy, con tiền đấy. Đề đỏ đề ta đây. Xịt nữa. Đấy, thân cốt như này. Cốt chậu hơn 20 năm. Thôi được, thôi anh em bên đâu này. Đấy, tiền ông cầm với tôi cả. Lao lưu luôn. Nếu anh em bên cây nhau thoải mái. Đấy, đây là một hai giả. Anh cho người ta. Rồi. Đấy. Bóng cây này này. Đẹp không? Đây, hay đi luôn. Ấy, múc đi, anh em múc đi. Múc đi. Đang giá hợp lý đấy. Bánh trung dâu ấy. Ôi dồi ôi, lại được vào việc rồi. Về sống chết thì là vui. Đấy. Hàng bỏ túi đấy. Giỏ chót luôn đấy. Thế là giỏi. Thế này là cái gì? Hoa giấy đi không? Hoa giấy. Vừa thấy bắt tay rồi, kinh quá. Không bảo là vừa giao dịch vụ to thế. Đâu, 2 tỷ rưỡi.
Dạ, cái này anh lấy phải cao hơn. Chỗ anh em thì em lấy 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Giấy. Và giấy. Màu gì vậy? Dạ, màu với gì rồi. Đấy, được cả chung cổ luôn. Mua xịn luôn. Thì mua xịn luôn. Được cả chung cổ luôn. Ôi dồi, ô tô. Đúng rồi. Đấy, chung cổ đây. Để dạ công đấy đến chào hôm nay Việt Nam một người về đây sầm gạo bao nhiêu sầm gạo đây anh bán 1.2 triệu triệu hai rồi lại được cả chậu đẹp nghe hai sầu Đồng Nai rồi đẹp chậu đẹp rồi đấy thân đấy còn cây này là cây sam hương sam hương hàng bé nhất Việt Nam bé nhất nhỏ nhất thì tiểu nhất nhất chơi bàn trà này hoa thơm kinh nghệ mini nghe hấp dẫn hàng này hàng này chỉ có bé nhất ở cái chợ Hà Đông này à, rồi không có ai có chơi bé hơn à. Thế triển lãm nước ngoài trọng tàu tiền của bé nhất không hàng đút túi hàng đút túi tiền của bé nhất không ngực 500 ngàn à 500 thì ở đấy công nhận cây bé tiền cũng bé cái chậu 120 sam hương được hai chữ của đây đấy đi triển lãm mấy kỳ đấy triển lãm mấy kỳ đấy lấy giải vàng rồi đấy hàng rồi làm màu hoàn luôn ai ngắm được tung nhẹ thôi không có này nhẹ rồi rơi đẹp rồi rồi đẹp quá đẹp quá độc đáo đấy thì đá núi được bao nhiêu anh đá núi là anh em nào lấy 1 triệu một triệu đấy đỏ cái đơn như ớt luôn đơn này bao nhiêu cái sắt đơn này bao nhiêu cái đơn này nếu muốn lấy thì anh em lấy 800 rồi ngũ sắt thì bao nhiêu ngũ sắt là lấy 1.2 triệu hai đấy chân dài xanh trực huyền này hoa giấy này chân dài hơn Ngọc Trinh cái trà cái đai phí lao bao tiền này phí lao là 1 triệu một triệu cái này nữa là cái gì anh đây cây cái sam gạo không ạ sam gạo không hoa đẹp lá lá như hạt gạo cực kỳ thơm luôn ông ngửi thơm lắm nó hoa lá như hạt gạo ở đây nó không gian nó rộng đâu xem thân hình ấy quảng cáo đấy 3 tờ 500 là ông sợ nước nó 3 tờ rồi gỡ đi chồng chịu vỡ đầu chịu đây là 3 tờ 500 đang biểu diễn thế ông đưa mấy tờ thì ông bảo tập nó rất rất 3 tờ 500 để tí nữa xem có vào việc xem mấy tờ rồi đông quá quật chắc phải nhìn thấy lá thì biết bảo con này là khi gì đảo chuột cánh cửa nào có cái hai chuột khi tay chuột được 1 triệu ăn 10 nghìn đấy kèo này hay đấy lại có tiền rồi 1 triệu ăn 10 nghìn 1 triệu ăn 10 nghìn tiếp cả bố đơn giản là 300 anh chỉ giảm vui đấy vui lắm à để xem cái ông tị có cái gì hay không
Ông vào việc ông bán ông đưa cho cháu mấy tờ 500 thì ông bảo đấy cái này ông đưa cho cháu lấy ông 5 triệu 10 tờ 500 cây gồng tị. Ông vui các bác, còn cây cối có hợp nhãn hay không thì chuyện khác các bác nhé. Ra chợ nó có cái vui ở chỗ đấy. Vui chỗ đấy. Tị đã bán hết cây rồi. Còn hay là mang cây mới không biết, cất cây cũ đi không biết. Hôm phiên trước nhiều cây đẹp lắm. Không một mai. Cây gồng tị nhé. Kinh đấy, lại nhập đội. Không. Nhập đội. Triệu 1. Triệu 1. Chứ bán bao nhiêu? Không. Triệu 1 thì bán 1,5 triệu. À bán 1,5 triệu. Thì lại 100 là bán. À. Dưới. Một mai. Mấy sân mấy bên chợ. 1,2 triệu là không bán, đây là bán 1,5 triệu. Hồng Ngọc Mai là bao nhiêu không? Hồng Ngọc Mai này lấy 3 triệu. 3 triệu. Đấy, si mới này nhỉ? Đấy, cái si mới. Si mới. Đấy, si là bao nhiêu? Đây 3 triệu. Lúc là cần tiền là bán rẻ hơn luôn. Đây đẹp đây cái gì dành. À dành dành. Dành dành hàng bật lửa. Đấy. Cái này thì bao nhiêu? Cái dành 1,5 triệu. 1,5 triệu. Rồi ok. Bên kia cãi nhau xong chưa không biết. Xong rồi. Đây đấy là cái chuột chính xác rồi. Đấy. Cắm cây dưới đi. Hay đấy. Thân mình quảng cáo nhiều lắm rồi. À, xin qua mắt đi. Ôi ơi. Chợ búa. Hàng rong đây. Hàng rong đây. Phèn đen nhỉ, không phải phèn đen. Đây chậu luôn. Chậu. Ra. Biết rồi, bán trong tỷ triệu 1 thôi. Gì vậy? Dâm bụt à? Dâm bụt. Dâm bụt. Dâm bụt Thái. Chén dâm này. Đó, tía. À cây của anh à? Ừ, cây của anh. Ba tiền anh. Đấy. Cái này 600k. Đấy, 600. Trông đẹp. Chén kiểu như của Tần Thủy Hoàng uống rượu hồi xưa ấy nhỉ. Đấy. Đấy, cây đẹp đấy. Cây đẹp. Chậu cũng hay, hợp. Đẹp. À cũng một xe đấy luôn à? Phèn đen à? Phèn đen đấy. Cái này bao nhiêu tiền? Cái này giờ anh báo giá 4 triệu. 4 triệu. Anh chà, cũng nặng đấy chứ nhỉ? Già tít nuôi lâu lắm đấy nhỉ, chậu như nên địa y đấy, rất hay. Lá xanh mướt đấy, độc đáo đấy. Ừ. Đẹp đấy. 4 triệu anh Mạnh. Mạnh bonsai đâu còn cái gì độc đáo nữa nhỉ. Hôm nay mang ít đi thôi. Đây à, uống một xe này, si siếc này. Si si. Bao tiền cái si đấy? Si bốn màu. Bao tiền cái đấy? Cái si này 5 triệu. 5 triệu. Ờ. 5 triệu. Đây là xanh. Xanh. Tuổi sáo. Tiểu đồng đấy. Tiểu đồng sáo là bao tiền đây? 800. 800 nghìn. Ơi. Ok đấy, ok đấy. Vào việc nhá. Thiện chí mua là bạn. Ừ. Lại đọc số đi. 0978 33 3829. Mạnh một sai. Mạnh một sai. Rồi ok. Ừ. Bán chị. Quay cái mẫu này con này mới đấy. Mua về sâu chậu. Đẹp rất là đẹp. Năm điện. Năm điện. 3 năm nữa là có tiền chụp. Tất. Lúc có tiền chụp. Xanh anh ơi. Đúng đấy.
Cộng hòa Séc cây này bao nhiêu ông nhỉ? 5 củ. 5 củ. Cái này 5 củ, hai cây bằng nhau, hai nhám hoành hết. Thế hai cây 10 củ có bán không? Bán. À bán. Thế nào? Hai cái mỏng mỏng anh ạ, của em này. Bán một cái mảnh đời còn lại 1.1 triệu đấy. À rồi rồi, mảnh đời còn lại. Mảnh đời còn lại. Mảnh đời còn lại có 1.1 triệu thôi. Có 1.1 triệu rồi, nhưng bàn tay. Ok không? Hay quá. Chúc mừng ông nha. Này có mỗi ông bán được cây đấy. Đấy, hay nó quay hay bán được lắm. Ừ. Lộc lắm. Ok không? Lộc lắm.